Chà, cái này được nha. Trời ơi, chồng ơi, chồng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao mà từ khi tôi nói là không được hút thuốc trong nhà là ông đi tới đâu cũng hút thuốc trong nhà vậy? Ông bà mình nói có câu rất là hay. Nam vô tẩu như kỳ vô phong. Phải nghe lời ông bà mình chứ. Thuốc đâu vậy? Không hút được. Cái gì vậy? Tôi vừa nói là không hút mà. Sao ông tôi lấy thuốc của người ta hoài vậy? Bỏ. Ông tin tôi quăng cái thuốc này của ông đúng không? Hút gì hút ghê vậy trời? Có cái hút thuốc thôi mở càm ra ngoài ha. Thiệt á, nhức đầu ghê á. Ông bà mình có cái câu nó cũng rất là hay. Làm trai là cho đáng nên trai. Tay cầm điếu thuốc thì đời này ấm no. Cái câu thơ nó đẹp như vậy. Trời, ông biết hút thuốc có hại lắm không? Không phải là cho mình bản thân ông đâu mà cho những người xung quanh trong nhà nó. Không biết nghĩ cho người nhà của ông hay gì vậy. Thiệt luôn á, chồng ơi là chồng. Sao kể suốt ngày để tôi càm ràm vậy chồng ơi? Hại đâu mà hại, không biết nữa. Thấy có những ông cụ ngày xưa sống cả trăm tuổi mà người ta hút thuốc lào ầm ầm có sao đâu mà. Em cứ lo xa không à. Thuốc đâu ông? Từ chỗ này tiểu rác có quá trời vậy. Phải thủ chứ trời. Bây giờ tôi bó tay với ông rồi. Ông hút chứ gì? Ừ. Ông hút đi. Hút cho vừa làm ông đi. Hôm nay chồng ngủ ngon không? Ngon chứ. Ngủ với vợ thì lúc nào không ngon. Dạ. Ừ, cái gì vậy? Trời đất ơi, phải nâng cao. Sao vậy? Ủa, đánh răng rồi mà ta. Sao vậy? Sao vậy chồng? Vụ gì? Không biết vụ gì luôn. Thằng cha bán thuốc này làm như là cha bán sao tới luôn hay gì? Hôm nay anh sẽ không hút cái thuốc này nữa. Ừ, đúng. Mà anh sẽ đi mua gói khác. Cái gì? Ngồi đi con. Ồ, về đây hả? Sao bác? Tất cả là tại con đấy. Đi khám bệnh về tự nhiên tại con. Bác sĩ nói nó có thai đây này. Mình sắp mất con rồi anh ơi. Cái gì vậy? Khoan, từ. Tua lại, bình tĩnh. Có thai. Có thằng nào vậy? Sao anh không biết gì hết trơn vậy? Em cũng đâu biết gì đâu. Hôm nay má dắt em đi khám á, em mới biết là mình có thai rồi. Ủa, có thai thì phải mừng chứ. Gia đình mình sắp có thêm thành viên mới rồi. Vậy là mẹ sắp có cháu nội rồi. Bác sĩ nói là cái thai này ảnh hưởng do con hút thuốc. Ảnh hưởng gì? Con thì hút thuốc ảnh hưởng 1. Vợ con là không hút thuốc nhưng mà ảnh hưởng 10. Vì hút thuốc thụ động. Hết cái khói thuốc của con này. Bây giờ là cái thai này coi như là bị dọa sảy thai không giữ được nữa. Mẹ nói con bỏ thuốc bao nhiêu lần mà con không có chịu bỏ. Từ từ. Thứ nhất là em có thai. Thứ hai là bác sĩ nói là con sẽ bị đủ thứ bệnh vậy đó. Tại em hút thuốc hết à. Em nói anh đừng hút thuốc nữa mà. Nói bỏ bao nhiêu lần không có chịu bỏ. Bản thân con bây giờ có khi đi khám đầy thứ bệnh ra mà con không biết. Con đi khám định kỳ cơ quan vẫn gút mà kỳ như ta. Cái đứa nào anh à? Con không có mất đứa con này đâu. Em ơi bây giờ làm sao em? Mình đã cầu mong đứa con này lâu lắm rồi mà bây giờ. Thôi bây giờ lần cuối cùng mẹ tin con. Còn nếu mà con để một lần nữa là không bao giờ mẹ nhìn mặt con nữa. Hứa con bỏ thuốc, không bao giờ con đụng tới thuốc nữa. Nó hứa rồi. Bỏ qua cho nó đi con. Tại hút thuốc thôi mà tôi mất con. Trời ơi.